Giờ này ra ngoài tập thể dục ha, lén lén mình đi ra tập thể dục mình ha. Hello, tập thể dục mình nha. Tập thể dục này là tập cho phần eo á, lên sử dụng cái tạ 10 pound. Cái bên chủ cũ. Rồi, đổi bên. Cho nó tan cái phần mỡ á. Ủa đây nè. Sao anh tập quả anh không tan nha? Anh có tập đâu tan. Mà mình tập cái này á, trước khi mình tập mình phải khởi động cái phần eo cho nó kỹ. Chứ nó nặng đó, nó làm cho mình bị đau lưng á. Hồi đó lúc đầu tiên tập Hồng Long mới biết á, không có khởi động phần eo, làm ít ít thôi à, xong rồi ra tập cái xoay đau lưng quá. Bây giờ biết là nhất là cái xoay eo này, xoay cho cái gân cốt nó giãn ra. Đó, xoay ha. Này xong rồi. Rồi, trước khi mà mình tập với tạ thì mình phải tập không trước. Mình phải tập cái này trước. Cúi xuống cho nó dạng. Rồi, cái động tác hồi nãy ha. Xong rồi Hồng Loan còn làm động tác này. Động tác hồi nãy là mình khép chân, làm giày đó không? Rồi, một thêm một động tác nữa là mình đưa chân ra. Động tác này thì nó sẽ cảm thấy nó nặng hơn hồi nãy, tại vì mình giơ tay lên. Hít vô, thở ra. Mỗi bên 10 lần. Tập quá rồi còn sức để hồi nói chuyện không? À, khi mà xong á, mỗi bên 10 lần á, thì mình phải nhớ làm cái này cho nó giãn cái gân ra ha. Thả lỏng nha, chứ đừng có gồng gồng, nó sẽ bị nổi gân cái phần tay. Mình thả lỏng á, thì nó mới áp phê vô cái phần eo, chứ mình gồng á, là nó mất áp phê. Mình thả lỏng thôi, chứ đừng có gồng nè, buông thõng cái tay nè. Giống mình đứng mà hai tay mình vậy nè, bên đây chống lên mà cái này phải buông thõng nha. Thấy không? Đó, buông thõng nè, mình lo không có gọng gì hết. Rồi chỉ hạ xuống rồi. Đó. Mình vào, mình gọng là mình gọng phần eo mình, đưa xuống, đẩy lên. Đó. Ha. Nhớ xong là phải làm vậy để cho nó giãn, nó trả cái gân mình lại. Ok, rồi tên nha. Tên tập phải không? Tập. Anh làm thử à? Thấy đang quay không? Đó, đang quay. Ok, làm thử cái đẹp không nha. Rồi, bắt đầu đi. Dẻo. Đúng rồi. Rồi. Mà cái xuống cái tạ nó xuống càng thấp dưới chân mình nữa là nó càng tốt. Nhưng mà phải ngang qua cho mình được cuối cái người về phía trước cái người, cái lưng cái nặng. Đúng rồi. Cái dễ hơn á. Ừ. Rồi, cái chân lủng cái lưới của anh ta nha. Không, cái này nó tốt ghê anh ha. Ha, cái này á, nó tốt chứ sợ. Mình xài lâu dữ lắm rồi đó. Hello, xin kính chào quý vị. Dạ, xin kính chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn và các em. À, bây giờ là 3 giờ trưa của ngày 1 tháng 5. À, qua một cái tháng mới rồi. Hy vọng là cái tháng này sẽ là một cái tháng tốt đẹp của tất cả chúng ta. À, Hồng Loan xin thông báo tình hình bệnh của ở nước Mỹ hiện giờ là 1.125.305 người bệnh, số người mất đi là 65.540 và số người recover là 160.173. Như vậy là so với ngày hôm qua thì mình chữa trị được
hơn 8.000 người. Như vậy là cũng mừng ha. Với lại Hồng Loan thông báo cho quý vị biết cái số mà Hồng Loan nói, số ca bệnh đó, nó là nó tính từ trước tới giờ tổng cộng lại, chứ nó không có trừ ra cái số người recover và số người mất đi. Nếu mà nói về cái số ca bệnh mà hiện tại bây giờ đó, nó gọi là tiếng Mỹ mà nó gọi là đang mà active đó, thì tổng cộng là đang có 899.592. Đó là ca bệnh đang bị bệnh hiện giờ. Đó, còn cái số tổng số mà 1.000.000 cái số đó là số từ đầu, tính từ trước tới giờ, không có trừ ra người được chữa khỏi và người mất. Để mình coi cái tình hình của thế giới coi ha. Thế giới hiện nay là 3.391.342 người bệnh. Số người chết 239.110 người. Và số người chữa khỏi là 1.077.834. Tình hình thế giới cũng còn căng thẳng. Mà vừa mới đây thôi, cách đây một tiếng đồng hồ trước, tình hình ở Huntington Beach, Cali, chỗ Lộc với Loan ở cũng đang căng thẳng. Biểu tình quý vị, hàng ngàn người đứng ở đường BCS và đường Main, là cái đường chính, coi như là giống như chính của Huntington Beach. Ngày hôm qua Loan Lộc có chạy ngang đó, quay cho quý vị xem đó. Là hôm qua thì ông thống đốc của tiểu bang California thì ông là bắt buộc phải đóng cửa hết tất cả các công viên và các bãi biển, bởi vì người ta tụ tập quá đông. Nói mở cửa để cho phép mình đi xuống, mình exercise, mình thoải mái, nhưng mà người ta thoải mái quá giống như bình thường thì không thể được. Ông bảo vệ sức khỏe cho tất cả chúng ta thì ông mới ra cái lệnh là đóng cửa. Hôm qua Lộc với Loan có quay mấy cái máy bay trực thăng mà kiểu mấy cái đài nó quay xuống đó quý vị, thì Lộc về Lộc tìm hiểu thì là lý do là ông thống đốc đã ra lệnh như vậy rồi mà mọi người vẫn đầy ngoài biển, nên máy bay để nó quay những thực tế. Là ngày hôm qua là ông đã bắt đầu cấm rồi đó. Mà vẫn như vậy thì bởi vì nó mới có những cuộc biểu tình của ngày hôm nay. Mới cái đây mới có một tiếng hồ trước thôi. Trong khi á, ở California đó, hiện tại bây giờ đó là số người bị bệnh á, là 45.259 tổng cộng của California. Rất là cao, mấy ngày hôm nay cũng tăng nhiều lắm mà cứ biểu tình, người ta nói khuyến cáo thì không nghe, rồi đó rồi tụ tập biểu tình nữa, rồi bệnh thêm nữa, lây bệnh nhau nữa, rồi phải đóng cửa lâu nữa. Cứ cái đà này không biết đến bao giờ mà mọi người mới được an toàn mở cửa. Có người nói đó là nếu như mà mọi người cứ ra biển rồi ra những chỗ công cộng mà như hiện tại giờ đó, thì cái bệnh dịch nó sẽ kéo dài tới tháng 8 hoặc có thể là đến cuối năm mình mới có thể mở cửa thực tế được. Thì bây giờ mình cứ nghe những người mà đứng đầu họ có những kinh nghiệm trong cái mà social distance, những cái chỗ mà xã hội như vậy, thì mình nghe đi và mình thực hiện nó sẽ tốt hơn cho mình. Trong khi đó thì tình hình ở bên New York á, thì quý vị biết đó là ở nhà xác là không còn chỗ chứa luôn. Những cái xe đông lạnh mà chuẩn bị để chứa xác người chết thì cũng không còn chỗ. Bây giờ người ta phải bỏ vô những cái xe tải bình thường, là những cái xe tải mà của Yuho mà cho thuê đó, cho thuê không là có máy lạnh gì đó, không đó, có đông lạnh. Là không có đông lạnh gì hết. Thì để xác người vô đó thì người ta đi ngang, người ta phát hiện cái mùi hôi thối nó bốc ra, thì cảnh sát mới xuống hiện trường thì phải dọn dẹp cái hiện trường chỗ đó, quá ư là đau lòng luôn. Mà cứ thấy không, những tiểu bang người ta nặng nề như vậy đó mà cứ biểu tình nói là cái bệnh này là không có lo, không có sợ gì hết. Bởi vì mình thấy lo thật sự luôn á, cứ như vậy hoài thì chừng nào mới mở cửa được thôi.
bây giờ có lo cũng không làm gì được. Thôi mình nói chuyện vui đi. Ngày hôm nay mình cũng có một cái tin rất là vui đó, là những cái nhà mà nghiên cứu thuốc đó ở bên ở California mình nè, rồi cộng với cái bệnh viện Mount Sinai ở New York và viện Pasteur ở Pháp thì đã tìm ra được hơn 45 loại thuốc có thể trị được cái bệnh COVID-19 này. Thì mọi người đã thử nghiệm cái loại thuốc đó trên con khỉ xanh và cho kết quả rất khả quan, có nghĩa là họ tiêm virus vô con khỉ và con khỉ đã khỏe, đã hết bệnh luôn. Thì bây giờ người ta đang chờ đợi để được thử nghiệm trên người. Là sẽ cái đó là đúng là những cái loại thuốc đó đó là những loại thuốc đã được FDA approve để chữa trị cho nhiều loại bệnh khác, thì bây giờ họ thử nghiệm nữa thì cũng là một cái dạng như là remdesivir hay là thuốc trị sốt rét hay là thuốc trị ở chua. Nhưng mà họ thấy những cái loại thuốc này này họ nghiên cứu, họ nghĩ nó sẽ có thể trở thành thuốc để mà chữa trị cho COVID-19 luôn. Thì bây giờ chúng ta hãy chờ đợi, hy vọng là họ nói trong cái tháng 6 đó là bắt đầu thử nghiệm trên người. Phải được sự cho phép nha quý vị. Họ thử trên khỉ thấy ok rồi và phải chờ đợi sự cho phép để thử nghiệm trên người. Ngoài ra thì hôm trước Hồng Loan có nói là ở Oxford, ở trường đại học Oxford đó, họ đang chế tạo cái vaccine mà chủng ngừa, thì hiện tại bây giờ họ đã thử trên người được khoảng 10 ngày rồi thưa quý vị, và họ nói kết quả rất khả quan, thì có lẽ tới giữa tháng 6 là chúng ta sẽ có kết quả là loại thuốc đó là có sử dụng được hay không. Nhưng hiện tại bây giờ bên Ấn Độ đó họ đã lấy cái quy trình sản xuất thuốc đó, họ sản xuất ra hàng triệu cái vaccine luôn, hàng triệu cái liều họ chuẩn bị sẵn, đến khi mà giữa tháng 6 nếu mà thông báo lên là ok cái này good để mà có thể chấp nhận chủng ngừa cho tất cả mọi người là họ bung ra họ bán liền. Có nghĩa là mình thấy cái vaccine này nó rất khả quan cho nên họ mới dám bỏ ra biết bao nhiêu tiền để họ làm. Đúng rồi. Họ còn nói là kệ nó, nếu mà không được á, thì mất cái số tiền đó không sao, nhưng mà mình biết mà người ta làm, người ta nghiên cứu, người ta cũng phải kỹ lắm người ta mới dám làm như vậy, thì điều đó cũng làm cho chúng ta có thêm hy vọng nữa ha quý vị ha. Vậy là tới giữa tháng 6 thì có hy vọng là sẽ có được vaccine, đó là sớm nhất, đó là thời gian sớm nhất đó. Thì khi mà họ cho khả quan, kết quả đã thử với người khả quan rồi thì lúc đó mới đợi chờ cái sự approve từ FDA. À, quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 5, Lộc mới vừa post cái bài của Bé Gia Linh và mẹ Hồng Loan. À, nếu mà quý vị thương mến thì hãy bấm vô coi nha. Quý vị xin hãy chia sẻ nhiều ở trên mạng xã hội đó để cho mọi người cùng xem bài hát Gặp Mẹ Trong Mơ của bé Gia Linh cùng bé Hồng Loan và Bảo Lộc nữa. Cũng nhân dịp này á, ngày tháng 5 là ngày lễ hiền mẫu, ngày Mother's Day, thì Lộc với Loan xin kính chúc các bậc mẹ, các bậc bà, các bậc cô, coi như là những người nào có thiên chức là đã từng làm mẹ và sắp sửa được làm mẹ, một cái ngày lễ hiền mẫu thật là hạnh phúc, an bình và tràn đầy niềm vui. Năm nay lễ hiền mẫu thì mọi người chúng ta không có được đi ra ngoài, cho nên là mong tất cả mọi gia đình sẽ có một cái ngày lễ hiền mẫu thật là ấm cúng cùng với con cháu của mình. Những người thân của mình Có một cái tin này cũng rất là hy hữu, là có một cái người phụ nữ này nè, bà sinh năm 1918. Là quý vị cũng biết cái năm đó là đang có cái bệnh dịch mà Spanish virus ha. đó, thì cái lúc đó là cũng đang rất là nó trong cái cơn mà khủng hoảng như thế này Giống nè, như đại dịch vậy đó. thì đó bà được mẹ bà sanh ra là trên một cái chiếc xe. Sanh ra trên xe, thì khi mà sanh bà ra là mẹ của bà mất đi. Như vậy mà cho đến hiện tại bây giờ bà vẫn còn sống và bà mới được chữa khỏi cái bệnh virus COVID này thưa quý vị, vừa mới được chữa khỏi luôn. Cũng hy hữu Nhiều ha. quá Có nghĩa là bây giờ bà bao nhiêu tuổi rồi? 102 tuổi.
102 tuổi. 102 tuổi mà bà đã vượt qua được cái căn bệnh này rồi đó quý vị. Một cái điều cũng đáng mừng chúng ta ha. Người lớn như vậy mà còn có thể chữa khỏi là có lẽ là bà có sức khỏe tốt. Uống nhiều vitamin, nhớ nha quý vị. Có một cái câu chuyện này nữa là một cặp du khách người Anh ở bên Thái Lan đó đã ném bà vợ xuống từ tầng 7 xuống đất. Ông chồng á. Ông chồng ném bà vợ từ tầng 7 xuống đất. Trời đất ơi. Mà may mắn sao á, ông ném vừa mới rơi được có một tầng rưỡi á, làm dướng lại bên cái hành lang của bên nhà bên cạnh. Nên bà vợ là sống sót. Một chục chắc cũng gãy xương hết. Đúng rồi. Dướng vô mà rớt mà đập mạnh vô cái lan can kiểu đó là cũng hành lang là cũng gãy xương. Nhưng mà lý do tại sao? Lý do là tại vì ổng bị stress quá, tại vì những chuyến bay từ Anh từ Thái Lan về Anh bị cancel bỏ hết. Nên ổng bức xúc quá, ổng gây lộn với lại bà vợ và ổng ném bà vợ xuống dưới. Sao ngộ ha. Đó mấy bà coi chừng nha, đừng có gây lộn với ông chồng nha. Đổ thừa stress mà stress chứ mà cái đó là ổng đã có cái tiềm năng là bạo lực rồi. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ á thì cũng rất là nhiều người mà khổ sở vì cái tình hình mà đang bị kẹt ở một cái nước khác mà không có trở về được đất nước của mình. Và ngoài ra đó cũng có cái tình hình này nữa nè mà Hồng Loan cũng muốn kể quý vị, là nhất là những người mà cho xe nhà đó quý vị. Hồng Loan có ông anh á cho giống như là 4-5 đứa nó đi học nó xe nhà. Rồi ảnh ảnh thì nó xe từng phòng vậy đó. Còn ảnh thì cũng ở chung trong cái nhà đó. Mà mấy đứa nhỏ nó cứ đi ra đường hoài, nó đi chơi hoài, nó không có sợ gì hết. Tuổi teen mà quý vị, rồi mười mấy rồi hai mấy tuổi nữa, tụi nó cứ tụ tập nhau đi chơi. Mà ảnh mua đồ ăn về ảnh để sẵn, nói trời ơi mấy đứa làm ơn ở nhà, ăn uống ở nhà đi đừng có đi. Mà nó cứ đi ra ngoài. Rồi rốt cuộc rồi riết ổng nói hoài không nghe, sợ quá. Giờ ổng mua đồ ăn, ổng mua cái tủ lạnh ổng chất ở trong cái phòng của ổng. Ổng sống trong phòng đó, ổng bị biệt lập một mình ổng luôn. Ổng không dám đi ra ngoài để mà giao lưu với mấy đứa nhỏ luôn. Ổng bị stress luôn á. Ổng sẽ bị stress luôn. Nói về mà bạo lực á, giữa đàn ông với lại phụ nữ á, thì chưa chắc gì ai bạo lực hơn ai ha. Cho quý vị coi cái hình ảnh này nè. Đây nè nha, cho quý vị coi hình ảnh này nè nha. Này là ở nhà rảnh quá, ông chồng ở nhà rảnh quá không có chuyện gì làm, cái giả bộ lấy cái con búp bê ra cái làm bà vợ ha, làm thành một người phụ nữ nhắm gạt bà vợ nha. Rồi xong rồi ngồi đợi ha, thì cô vợ vừa mới bắt đầu cô vợ bắt bước vô là giả bộ đứng lên thì nựng nịu được vậy. Đó, chồng mày chết. Ồ, cô vợ này chắc học võ, karate hay là gì. học võ gì mà dữ ha, giỏi. Bạo lực dễ sợ. Rồi xong rồi quê luôn chứ bộ. Giận luôn. Chơi kỳ vậy tí. Chơi gì kỳ cùng quê làm bất công tôi nổi giận rồi tôi quê kìa. Ông chồng này đúng là rảnh rỗi ha, đó coi chừng á. Bà vợ nó cũng còn đỡ nha, chứ bà vợ mà đang tập tạ đó, như bà vợ hồi nãy nó đang tập tạ đó mà thấy ông chồng vậy chắc nguyên cái tạ vô đầu rồi, chắc chết đó, vô bệnh viện. Cục tạ có 10 bao chứ nhiêu. Trời ơi, 10 bao à, tập đầu cái là bể chảy máu á. Mấy này dám làm thử không? Hồi nãy Hồng Loan chia sẻ với quý vị vài động tác mà tập cho cái phần eo á quý vị. Hồi đó Hồng Loan học cái thể dục này là từ hồi nhỏ, là từ lúc 13 tuổi là Hồng Loan đã đi học thể dục thẩm mỹ, thể dục chụp điệu đó. Rồi Hồng Loan chỉ áp dụng coi như là mình lấy những cái động tác nào mà mình cảm thấy là nó hữu hiệu cho mình á, thì Hồng Loan gom lại. Cái thời gian tập Hồng Loan không có nhiều đâu, nhưng mà ở nhà tại không có tạ, tập có 10 bao, nhưng mà khi mà đi vô phòng gym á là Hồng Loan tập cái tạ 20 bao.
lần sau á thì Hồng Loan sẽ chia sẻ với quý vị thêm cái phần tập lưng nữa. Nhiều khi mình tập eo á thì nó chỉ tác dụng lên hai cái phần hông hai bên này thôi, nhưng mà phụ nữ mình mà lớn tuổi đó thì cái phần lưng á nó cũng hay bị động những cái lớp mỡ nhiều á, cho nên chúng ta cần phải tập thêm cái vòng lưng nữa thì nó mới FV nhiều cho nguyên cái vòng eo của mình. Thì hôm khác Hồng Loan sẽ chia sẻ với quý vị về phần tập lưng ha. Đừng nói lớp mỡ làm tôi đụng chạm tôi nha. Em nói có một lớp à anh, còn anh là nhiều lớp đúng không? Ok, nói đến vợ đó là thì tất cả các thiên tài, nhà văn, nhà báo, nhà thơ đều viết về vợ hết. Để Lộc đọc một câu trong các cái bài thơ nói về vợ như quý vị. Vợ là biển cả bao la, đôi khi sóng nổi khiến ta chìm phà. Vợ là âm nhạc thơ ca, vừa là cô giáo vừa là luật sư. Đó, cái này là một trong những cái câu thôi. Này, câu tới này, mấy chục câu luôn. Mấy câu đó nhầm nhò gì, câu này em thấy chí lý nè. Vợ là ngân cố kho tiền, gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra. Cái vụ này xong nghe quen quá ta. Không biết cái mấy anh trên đây không biết có ai có trong cái tình trạng không ta. Vợ là ngân khố kho tiền, gửi vào nhanh gọn, hơi phiền lấy ra rút ra. Ê, sắp lễ hiền mẫu nha. Thì bởi lễ hiền mẫu mình mới đọc những cái câu thơ gì vợ hiền. Vợ này là quá hiền quý vị, chứ đâu có phải như vợ kia hồi nãy gặp chồng gì là bay đá cái phùng cái bể đầu ta luôn. Muốn biết thì quý vị mấy anh đàn ông á thử coi cái máu ghen của vợ mình nó như thế nào, anh nào dám làm thử không. mà thử là phải thủ dữ lắm nha, chưa biết được là chị ấy sẽ làm gì nha. Hồng Loan muốn chia sẻ với lại những cái lòng yêu thương của quý vị mà đối với Lộc Loan ấy, hôm qua hơi bị bức xúc á. Cái mình nói cái vụ mà có nhiều người lên nói này nói nọ thì rất là nhiều người đã chia sẻ với Loan với Lộc. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật sự nhiều khi có chuyện vui hay là có chuyện gì buồn thì cũng muốn chia sẻ với quý vị chút, để mà đó quý vị lên quý vị nói thì Loan Lộc sẽ cảm thấy mình vui hơn, chứ không phải mà vì những cái con sâu đó mà mình bỏ đi những cái điều mà mình làm tốt, phải không quý vị? Thì Hồng Loan cảm ơn Cường Quỳnh nè. Cường Quỳnh nói là đừng có thèm quan tâm tới những người đó. Nhiều người thấy hai vợ chồng bạn được mọi người thương mến nên ganh tị, mình ủng hộ hai bạn. Cảm ơn bạn nha. Rồi Madeleine Bùi thì nói là vợ chồng Loan và Lộc làm những điều rất tốt, hãy luôn tiếp tục. Cô Tuyết vẫn rất thương hai vợ chồng. Cô Tuyết, cảm ơn cô Tuyết đã ủng hộ cho tụi con ha. Rồi Trúc Trần thì hôm qua đợi cái clip của Loan với Lộc hơi bị lâu. Sorry mọi người, ngày hôm qua thì hơi bị bận công việc á, với lại chạy đi dạo xuống biển xong cái về nó cũng hơi trễ, rồi cái tới giờ cơm nước lo cho gia đình xong thì mới xong được cái video của Lộc với Loan. Nên làm cái vị chờ ba chiếc trực thăng, ba hay là bốn chiếc trực thăng của ba bốn đài Mỹ từ LA bay tới biển Huntington Beach biết để quay những cái cảnh tượng đó. Bởi vì mình Lộc lúc nói chuyện nó ồn lắm, nó tiếng máy bay bị ồn, cái Loan Lộc cứ phải đợi lát cái quay nói được chút cái họ lại quay lại ồn nữa, cho nên hơi bị mất thời gian. Hồng Loan cũng cảm ơn cô Hậu Phạm. Cô khen Hồng Loan nói dễ thương. Rồi Phương Trần hôm qua anh Lộc nói cái chữ gì đó mà tinh thần, ủng hộ tinh thần, bên Lộc nói thành tâm thần. Vì sao quý vị, nhiều lúc mà mình bị bức xúc quá cái lưỡi mình nó cứng lại, mình nói lẹo lưỡi đó quý vị. Rồi có bạn Như Ý Nguyễn nè. Như Ý Nguyễn nói bên cạnh những câu nói ngớ ngẩn thì có hàng chục ngàn người yêu mến Bảo Lộc và Hồng Loan. Hai bạn cứ tiếp tục làm những đề tài mà hai bạn cảm thấy có ý nghĩa cho cuộc sống và mọi người. Xem vào đó là những cái clip của bà Bảo Quốc, của bé Gia Linh trong nhà người Phú. Những cái gì mà quý vị yêu thích thì Loan Như Lộc sẽ cố gắng làm ha quý vị ha. Rồi Kim Nguyễn, mấy ngày nay thì không có gọi tên Kim Nguyễn, sorry nha. Kim Nguyễn ơi, đâu rồi? Kim Nguyễn ơi, có đó không? Lên tiếng cho Loan Lộc biết nha. Cảm ơn Kim Nguyễn cũng đã comment rất là nhiều và cũng rất là chia sẻ với lại Loan với Lộc. Cũng như là Thu Nguyễn, hai em thật dễ thương,
Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn chị. Rồi Hạnh Nguyễn nè. Hạnh Nguyễn, rồi, Hạnh Nguyên hay là Tân Châu nè. Hồng Loan bỏ dấu đại nha, nhiều khi không đúng mà quý vị lên nói cho Hồng Loan biết ha. Tân Châu thì nói là mãi yêu thích hai bạn, cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến chú Bảo Quốc hung chú. Cảm ơn Tân Châu nha. Có người còn chia sẻ với Hồng Loan vậy nữa nè, nói là mình không có sợ chết mà cẩn thận là để bảo vệ cho gia đình và cũng là cách giúp cho bác sĩ, nghĩa là mình yêu thương đất nước nơi mà mình đang sinh sống. Đó là một cái câu trả lời cũng rất là hay. Cảm ơn bạn Ben Nguyễn nhiều lắm. Nói mà về cái vấn đề mà không sợ chết đó quý vị, thật sự là có lúc Loan cận kề với cái đó đó, mình cũng đâu sợ đâu. Nhưng mà nghĩ lại con mình còn nhỏ. Đúng, thật sự đối với những người bạn á, nếu mà những người bạn mà nói Loan bộ bà sẽ chết lắm hả, cái nói tôi có con nhỏ và cha mẹ già bà ơi, cho nên tôi sợ lắm, tôi không muốn bị lây cho những người khác, đúng không? Nhà mình có ba má mình lớn tuổi, ba mẹ mình lớn tuổi rồi, con mình còn nhỏ. Sợ vấn đề thứ nhất là mình lây cho gia đình đó. Vấn đề thứ hai nữa đó là con mình, lỡ mình có bị gì rồi con mình sao. Thật sự nói là có ông bà, cô chú bác, nếu mà không có mình thì cũng có người lo cho con mình được, nhưng mà không có ai mà bằng cha mẹ hết. Quý vị nghĩ có đúng không? Mà tại vì Hồng Loan không muốn trả lời thôi. Nói chuyện mình xúc động bên nước mắt ngưng ngưng vậy hả? Rồi lúc đó làm sao? Lúc thời gian mà vợ đang cận kề với cái chết thì lúc đó suy nghĩ gì, chia sẻ cho mọi người nghe coi. Hồi lúc mà em bệnh đó, em chưa bao giờ hỏi anh câu đó luôn nha. Nó hỏi không trả lời. Loan chưa bao giờ hỏi Lộc. Chỉ Loan nói thôi, chỉ Loan nói lỡ mà em có gì thì sao. Giống như Loan chia sẻ lo cho cái chuyện sắp tới thôi, chứ chưa bao giờ mà hỏi coi cái cảm giác của chồng mình lúc đó như thế nào mà không chia sẻ hả. Nghẹn ngào không nói lên lời hả. Ngồi thẳng lên. Dù vậy Duy Duyên à, tại vì cắt mất cắt nha. Ok, nãy giờ đang nói chuyện nghe vui mà tự nhiên cái mình bẻ qua chuyện buồn à, làm bà con cũng buồn theo phải không? Thật sự là có những cái tâm sự mà mình có thể nói là bởi vì Loan với Lộc nghĩ là tất cả quý vị giống như là những người thân rồi, cho nên có những chia sẻ nó hơi bị riêng tư quá ha. Nếu mà ai mà không thích thì bỏ qua cho Lộc với Loan nha. Rất là cảm ơn mọi người. Để Loan đọc thêm cô chú Năm Nguyễn. Cô chú Năm Nguyễn sống ở bên Pháp, cũng là fan của ba của con. Cảm ơn cô chú nha, kính chúc cô chú luôn thật nhiều sức khỏe. Rồi Violet Nguyễn là một người cũng rất là yêu thương và tâm sự với Hồng Loan rất là nhiều. Violet cũng nói là thôi đừng có buồn vì những cái điều đó. Hồng Loan cũng cảm ơn. Cũng như là Thúy Quỳnh Nguyễn thì ngày nào cũng đón xem tin của anh chị, thích nghe chị nói, thích nhìn chị cười, vậy thôi. Cũng như cô Hà Lê, hello Hồng Loan Bảo Lộc, clip của hai vợ chồng con rất là vui, đời thương. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Cô cũng có khuyên là những cái đó đừng có để tâm, chứ cho mệt. Cô đến từ Australia. Cảm ơn cô. Vậy là mới mốt mà mình đi du lịch thế giới là mình có gặp gỡ được nhiều người lắm đó nha. Sau cơn dịch này chắc là mình phải mỗi năm mình phải đi một cái tour đến một cái nước nào đó ha. Chắc vui lắm. Nếu mà đi mà được gặp lại tất cả mọi người á, giống như mình chỉ nói chuyện ở đây thôi á, mà mình gặp được ở ngoài đời chắc vui lắm mà. Nói chuyện 3 ngày 3 đêm không hết. Rồi Thủy Quỳnh Ngọc thích xem kinh của anh chị, rất thích
xem những thông tin của anh chị chia sẻ. Chúc anh chị sức khỏe. Anh chị cũng chúc em lúc nào cũng vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. À, những cái chia sẻ cũng như những cái lời ủng hộ của tất cả quý vị á, ngày hôm qua Hồng Loan nằm Loan đọc đó, tự nhiên mình cảm thấy rất là vui. Thật sự Hồng Loan không có nghĩ là mình chia sẻ để mà mình được cái gì, nhưng mà không ngờ lại được quá nhiều tình thương yêu của quý vị. Rất là cảm ơn quý vị nha. Ngày mai ha, Hồng Loan sẽ chia sẻ thêm cái phần tập thể dục cho cái vòng lưng của mình. Quý vị có để ý không, phụ nữ thường ở ngoài sau mình á, thường hay bị một lớp mỡ nha, chị em không nói nhiều lớp, một lớp mỡ, cho nên chúng ta tập cho nó tiêu bớt. Cô em nói anh là nhiều lớp chứ còn nữa. là dù như một lớp mỡ thì cầm một cái tạ, còn anh mà ba lớp mỡ phải cầm ba cái tạ vậy hả? Thì chứ sao, tối hồi nãy tập mấy cái rồi, lát tối đừng rên rồi kêu dán salon bass nha. Nói chuyện với quý vị, lúc mà bình thường đó, lúc mà không có dịch đó, mấy cái gym để tập đó, là Lộc với Lân cũng thường đi tập lắm, cũng đẩy tạ cũng dữ lắm nha quý vị. Giờ đã bỏ cả tháng mấy nên nó hơi xìu xuống xíu. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều và kính chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ, thật là ấm cúng, và chúng ta sẽ chờ đón những cái tin mới sắp tới thật là sáng lạn. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc mọi người sức khỏe, sức khỏe.